Tiếp tục bản tin là một tin tức thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, vào đêm qua thì không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Và hôm nay mùng 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mùng 1 tháng 12, gió đông bắc trong đất liền giật cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, các tỉnh Bắc Bộ trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 20 độ C. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền, từ ngày mai, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên biển, từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày mai, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.